Hello everyone, xin chào tất cả các em. Today we continue with Unit 9, City of the World, A Closer Look 1. Hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau rồi. Chúng ta cùng tiếp tục bài số 9 với bài học A Closer Look 1 các em nhé. Tất cả cùng mở sách mở tập ra cùng cô nào. Are you ready? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nội dung bài học hôm nay bao gồm: nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ học cách phát âm hai nguyên âm đôi, đó là O và I. Nội dung thứ hai, chúng ta cùng ôn lại những tính từ dùng để mô tả những thành phố khác nhau trên thế giới. Nội dung thứ ba, chúng ta cùng tìm hiểu về cấp so sánh cao nhất của tính từ dài các em nhé. Chúng ta cùng bắt đầu bài học hôm nay. Pronunciation. Đầu tiên, chúng ta cùng học cách phát âm của hai nguyên âm O và I. Nguyên âm O là sự kết hợp của hai nguyên âm đơn là A và U. Với nguyên âm đôi, chúng ta không phát âm riêng từng âm mà phải phát âm liền hơi. O. Chúng ta có từ window, cold. Nguyên âm I là sự kết hợp của hai nguyên âm đơn là A và I. I. Dry. Sky. Cô vừa giới thiệu với các em hai nguyên âm O và I. Bây giờ chúng ta cùng làm bài tập nhé. Exercise 3. Bài tập này có trong sách giáo khoa của mình. Tất cả các em cùng nhìn vào sách nào. Chúng ta cùng nghe xem bài tập yêu cầu mình làm gì nhé. Unit 9. Page 28. A Closer Look 1. Activity 3. Listen and write the words you hear in the appropriate column. Then read the words aloud. Các em nghe và viết những từ mà mình nghe được vào trong cột phù hợp. Sau đó đọc to những tính từ lên nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. 1. Cold. 2. Sky. 3. Exciting. 4. Snow. 5. Old. 6. High. 7. Clothes. 8. Fine. 9. Hold. 10. Flight. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đáp án cùng cô nhé. 1. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đọc to lên cùng cô nào. O. Cold. Snow.
old, close, hole, eye, sky, exciting, high, fine, light. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung thứ nhất. Tiếp theo, các em còn nhớ bài học trước chúng ta đã được nghe đoạn hội thoại giữa bạn Tom và bạn Mai rồi. Các bạn đã nói về những thành phố nổi tiếng trên thế giới, phải không các em? Các em còn nhớ Tom đã mô tả những thành phố ấy như thế nào không? Chúng ta cùng xem lại đoạn hội thoại nhé. Tom đã dùng những tính từ nào để mô tả về các thành phố ấy các em nhỉ? Thứ nhất, exciting, hot, clean, beautiful, modern. Đây là những tính từ đúng không các em? Tom đã dùng những tính từ này để mô tả về các thành phố ấy. Còn chúng ta, có thể dùng thêm những tính từ khác nữa. Và đây chính là nội dung thứ hai của bài học. Trong sách giáo khoa, người ta cho chúng ta hai cột tính từ, đó là cột A và cột B. Đây là những tính từ mà chúng ta đã được học từ những bài trước rồi, đúng không các em? Bây giờ chúng ta cùng đọc qua một lần nhé. Old, dangerous, quiet, dry, clean, historic, boring, cheap, cold, safe, dirty, wet, polluted, new, exciting, hot, modern, expensive, noisy. Chúng ta vừa ôn lại những tính từ. Bây giờ, bài tập yêu cầu chúng ta làm gì các em nhỉ? Chúng ta cùng nghe nhé. 1. Match the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one opposite. Chúng ta hãy nối những tính từ ở cột A với những tính từ có nghĩa trái ngược ở cột B. Lưu ý, một số từ có thể có hơn một từ trái nghĩa. Chúng ta có 30 giây để làm bài nhé. 30 giây bắt đầu. Tất cả các em cùng làm bài. Time's up. Have you finished? Thời gian của chúng ta đã hết rồi. Các em đã xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. Chúng ta có cặp tính từ trái nghĩa thứ nhất. Old, new, cũ, mới. Dangerous, safe, nguy hiểm, an toàn. Quiet, noisy, yên tĩnh, ồn ào. Dry, wet, khô ráo, ẩm ướt. Clean, dirty,
sạch sẽ, dơ bẩn, hoặc là clean, polluted, sạch sẽ, bị ô nhiễm. Number 6, historic, modern, cổ kính, hiện đại. 7, boring, exciting, nhàm chán, thú vị. Cheap, expensive, rẻ, đắt. Number 9, cold, hot, lạnh, nóng. Đây là những cặp tính từ trái nghĩa các em nhé. Và đây cũng là một phương pháp chúng ta học từ vựng. Chúng ta mở rộng vốn từ của mình bằng cách là tìm từ đồng nghĩa hoặc là trái nghĩa. Bài tập tiếp theo. Đây cũng là một phương pháp mở rộng vốn từ bằng cách là tạo ra một mảng từ với chủ đề mà chúng ta mong muốn. Ở đây người ta cho chúng ta chủ đề thứ nhất, city, thành phố ha các em. Và chúng ta hãy tìm những tính từ để mô tả về thành phố. Đây sách giáo khoa đã cho chúng ta hai gợi ý, đó là beautiful, peaceful. Các em sẽ tìm thêm cho cô một số tính từ nữa nhé. Cô sẽ gợi ý tiếp với các em, đó là gì? Noisy, ồn ào. Polluted, ô nhiễm. Các em sẽ viết thêm một số tính từ nữa nhé. Rồi, để mô tả thành phố thì chúng ta cũng có nói đến ẩm thực, đúng không các em? Những tính từ để mô tả các món ăn, người ta đã gợi ý chúng ta awful, delicious, ngon. Awful là tệ ha. Cô gợi ý thêm tasty, đồng nghĩa với delicious. Good. Phần luyện tập tiếp theo, các em có thể miêu tả về người dân, tòa nhà và thời tiết. Để mô tả về người dân, chúng ta có hai tính từ gợi ý, đó là beautiful và friendly. Chúng ta có thể dùng tiếp nice, xinh đẹp, tử tế, tốt bụng. Unfriendly, không thân thiện. Và ở đây chúng ta có cặp tính từ trái nghĩa các bạn, friendly và unfriendly, thân thiện, không thân thiện. Mô tả về tòa nhà, chúng ta có thể dùng tall, modern, historic, new, vân vân. Mô tả về thời tiết, dry, rainy, có mưa, wet, cold. Và các em có thể tìm một số tính từ khác nữa nhé. Chúng ta sẽ làm lại bài tập này vào trong tập hoặc sách của mình. Quay trở lại bài học hôm trước, tôi thấy bạn Tom đã mô tả về những bãi biển ở Sydney như thế nào các em? They are the cleanest and the most beautiful in the world. Chúng là những bãi biển sạch nhất và đẹp nhất trên thế giới. Ở đây, Tom đã dùng tính từ clean và beautiful. Và cấp so sánh cao nhất của tính từ clean, sạch, cleanness, the cleanness, sạch nhất. Beautiful, đẹp, the most beautiful, đẹp nhất. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về cấp so sánh nhất của tính từ. Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu cấp so sánh nhất của tính từ ngắn rồi, đúng không các bạn? Chúng ta chỉ việc thêm đuôi est vào sau tính từ ấy, và trước tính từ ấy là mạo từ the. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cấp so sánh cao nhất của tính từ dài. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm thế nào là tính từ dài. Các em nhìn vào đây, tính từ dài là tính từ gồm hai âm tiết mà không tận cùng bằng
chữ y dài. Tức là tính từ ấy gồm hai âm tiết nhưng không có chữ cái cuối cùng là y dài. Ví dụ như là famous, peaceful. Rồi thứ hai, đó là những tính từ gồm ba hoặc là nhiều hơn ba âm tiết. Ví dụ chúng ta có tính từ expensive, delicious. Và cấp so sánh nhất của tính từ dài, chúng ta sẽ dùng chúng ta sẽ dùng cụm từ the most trước tính từ ấy. Ví dụ famous, nổi tiếng nhất, the most famous. Ví dụ thứ hai, expensive, đắt đỏ, đắt nhất, the most expensive. Các em nhớ nhé. Tiếp theo, chúng ta có một bài tập. Số 5. Hoàn thành những câu, những ý đúng bằng việc chọn những bức tranh phù hợp. Chọn một bức tranh phù hợp. Đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Britain, nước Anh ha các bạn. Number 1, biggest city, thành phố lớn nhất. Người ta cho chúng ta rồi. London, thành phố London ha. Number 2, oldest university, trường đại học cổ xưa nhất. Chúng ta có hai phương án. A, University of Oxford, Oxford. University of Cambridge, trường đại học Oxford và trường đại học Cambridge. Chúng ta sẽ chọn một phương án đúng ha các em. Number 3, most popular British writer, nhà văn người Anh nổi tiếng nhất, Dickens or Shakespeare. Number 4, most popular food, món ăn phổ biến nhất, fish and chips. Chips ở đây là khoai tây chiên ha các em. Spaghetti, món mì ống Ý rất là nổi tiếng ha. Number 5, most popular drink, thức uống được ưa chuộng nhất, tea or coffee, trà hay là cà phê. Number 6, most common activity, hoạt động phổ biến nhất, playing football or watching TV, chơi bóng đá hay là xem TV. Để làm được bài tập này, chúng ta cùng đọc đoạn văn này nhé. London is the Britain's biggest city. A first university is the oldest university in Britain. It was built in the 12th century. The playwright William Shakespeare is the most popular British writer in the world. Britain's most popular food is fish and chips. Tea is the most popular drink. Britain's most common leisure activities are watching television and film and listening to the radio. Bây giờ chúng ta cùng làm bài nhé các bạn. Number 2, oldest university, trường đại học cổ xưa nhất. A or B các bạn? À, chúng ta cùng đọc câu này. Chắc chắn là phương án nào rồi? A, University of Oxford. Number 3, most popular British writer, nhà văn người Anh nổi tiếng nhất. Chắc chắn là Shakespeare, các em. Number 4, most popular food, món ăn phổ biến nhất. Fish and chips. Number 5, most popular drink, thức uống được ưa chuộng nhất,
chắc chắn là gì rồi? Tea, trà. Number 6. More common activities. Watching TV. Chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 5. Chúng ta sẽ biết thêm một số những cái chi tiết về nước Anh đúng không các bạn? Đây là một vài những cái lời giới thiệu về nước Anh các bạn. Chúng ta cùng đọc qua nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Các em sẽ cùng làm bài tập phần A. A1, A2 và A3, trang 16 trong sách bài tập nhé. Phần B, B2, B3 và B4, trang 16, 17 sách bài tập các em nhé. Cô chúc các em có một tuần thật vui vẻ và làm bài thật tốt nhé. Hẹn gặp các em ở tiết học sau.